chỉ cần thử lại trải nghiệm giống như thiên đường này một lần. Làm sao còn muốn quay về cuộc sống hạ giới như trước nữa? Là tôi đã làm khó mọi người rồi. Chỉ có vậy thôi à? Tất cả nhiệt tình lên một chút cho tôi. Nào nào nào, mau ngồi đi. Sao bây giờ anh mới đến? Ông chủ, anh có muốn uống một ly không? Ông chủ, uống rượu đi, em rót cho anh, biến đi. Ra ngoài hết đi. Sau này những chuyện như vậy đừng gọi cho tôi nữa. Sao thế, sợ vợ anh đến đây gây chuyện à? Đừng nhắc cô ấy nữa. Trước đây đã từng có người nào chưa? Chưa từng. Tốt, chọn người này đi. Lui xuống hết đi. Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức khiến cô hài lòng. Xem ra anh vẫn chưa dỗ dành được chị nhà rồi. Ai muốn dỗ cô ấy? Chúng ta là anh em, bao nhiêu năm như vậy rồi, rõ ràng là anh rất quan tâm đến cô ấy. Đừng nói khó nghe nữa, tôi không muốn nói lời vô nghĩa với anh. Này, đừng có đi chứ. Chào Mộ tổng. Lâm, Lâm tổng. Đi mau. Quá. Lâm tổng. Lâm tổng, gần đây sao lại không gọi cho em vậy? Gọi điện cho anh cũng không nghe. Tôi biết ngay mà, Lâm tổng sao lại đến một mình được? Vậy tôi không làm phiền niềm vui của hai người nữa, chúng ta tự lo chuyện của mình đi, đi thôi. Tránh xa tôi ra, biến đi. Cô đang trả thù tôi đúng không? Lâm tổng, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ mấy người các anh có thể ra ngoài vui chơi, tôi ra ngoài thư giãn không được sao? Đàn ông thôi mà, chỉ cần có tiền, có gì mà không tìm được đâu. Tôi biết ngay hai vợ chồng họ bất hòa mà. Cảnh thần, anh cũng ở đây sao? Anh mau giúp tôi thuyết phục hai người họ đi, đều là người quen biết. Anh mau nói đỡ vài lời đi được không? Mộ tổng, anh có thể giúp chúng tôi không? Tôi đắc tội ai cũng không được. Này, anh phát điên cái gì vậy? Chỉ dựa vào khuôn mặt với dáng người như này thôi à? Anh ta là cái thá gì? Anh ta xứng sao? Có phải mắt anh mù rồi không? Đến vợ của tôi anh cũng dám động đến, anh làm gì vậy? Là tôi tự tìm anh ấy, đừng có đánh người vô cớ. Lâm Uyên, dừng lại, đừng đánh nữa. Là anh đã tìm người đàn ông đó cho Nguyễn tiểu thư sao? Là anh đã tìm người đàn ông đó trong Nguyễn tiểu thư sao? Mộ tổng. Nguyễn tiểu thư nói, cô ấy muốn thư giãn một chút, chỗ tôi mở cửa kinh doanh, tôi cũng không thể đuổi khách ra ngoài được. Bàn tay nào của anh đã chạm vào cô ấy hả? Xin lỗi nhé, số tiền này coi như đền bù cho anh. Chuyện hôm nay quên đi, nếu như lần sau, vẫn còn có lần sau sao? Nguyễn Dung, cô cố ý thách thức tôi đúng không? Lâm Uyên, anh có thể đừng có ấu trĩ như vậy không? Anh có tư cách gì? Vì tôi là chồng của cô, anh là chồng của tôi. Thật sao? Tôi biết cô vẫn đang tức giận, nhưng tôi với các mạn mạn đó thật sự không có quan hệ gì. Trước đây đều là tin đồn, còn cả những bức ảnh chụp tôi với cô ta, tôi căn bản không hề. Đã quá muộn rồi, sau này anh có cuộc sống của riêng anh, cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nếu như hôm nay tôi không can thiệp, vậy cô sẽ cùng người đó làm những gì? Nguyễn Dung, rốt cuộc cô muốn cái gì? Tôi muốn cái gì à? Muốn vui vẻ thôi. Được. Muốn chơi đúng không? Tôi sẽ chơi với cô. Cảnh thần, sao anh lại ở đây? Vậy vừa hay bốn người chúng ta có thể cùng uống rượu. Tôi có một mảnh đất 200 triệu ở ngay trung tâm thành đô, ai thắng thì sẽ có nó. Nguyễn Thi của cô không phải vẫn muốn xây chi nhánh sao? Mảnh đất đó tôi đã nhìn chúng trước, không phải cô vẫn 3 lần 7 lượt muốn giành lấy nó à? Nếu như cô thắng, mảnh đất đó sẽ là của cô. Được. Không hẹn mà gặp, tối nay tự dưng lại đủ 4 người ở đây, mọi người có ý gì vậy? Mùi hương này sao lại quen như vậy? Giống như mùi của Eric. Bỏ đi, rồi tiếp có người sẽ giống nhau, cùng mùi nước hoa cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bài của tôi không tồi, lát nữa tất cả tiền của mọi người sẽ là của tôi. Nguyễn Dung, cô có muốn ngả bài không? Nhị Văn, tôi lấy. Lâm Uyên, anh lộ liễu quá rồi đấy, muốn dỗ vợ thì về nhà mà dỗ. Ừ rồi, lại còn đủ 13 thẻ. U thập tam thái bảo, có phải vợ chồng hai người liên kết với nhau lừa chúng tôi không? Thua thì là thua thôi, tôi sẽ cho cô ấy. Nguyễn Dung bị sao vậy? Anh tặng cho cô ấy món quà người khác cầu cũng không có, sao vẫn không vui như vậy? Vợ à, đừng làm lại nữa, ông nội đã sắp về rồi, ông vẫn còn đang đợi mấy cháu nữa đấy. Cảnh thần, anh xem, vợ chồng nhà đó có phải đang phát cẩu lương cho chúng ta không? Cẩu lương cái gì? Nếu có là cẩu lương thì cũng là cẩu lương hết hạn. Sao cơ? Cái nhẫn kết hôn mà cô nâng niu cô cũng tháo ra rồi. Trời ơi, hai người ly hôn thật sao? Sao cô lại nói chuyện này ra? Sau này anh cứ đi đường lớn của anh, còn tôi đi cầu độc mộc của tôi. Chúng ta không ai nợ ai. Lâm Uyên, hai người lại làm sao vậy hả? Cho dù có ly hôn, cô ấy cũng là vợ của tôi. Nguyễn Dung cả đời này cũng là người của tôi đi tiễn cô ấy. Đã uống rượu sao? Tôi sẽ đưa cô về. Được thôi, có người muốn làm tài xế miễn phí cho tôi, đương nhiên tôi không có lý do từ chối. Đi.
đi thôi, cô thật sự coi tôi là tài xế. Có đi hay không, không đi tôi còn xuống xe. Đi. Khi nào cô có thời gian, mảnh đất đó đứng tên cô. Cô đến làm thủ tục đi, nếu như Lâm Tổng thật sự chuyển nhượng cho tôi. Vậy thì bộ phận ở công ty tôi sẽ liên hệ với anh, mong là Lâm Tổng sẽ báo đúng giá thị trường, tránh để mang tiếng xấu không đáng có. Cô đang bàn chuyện làm ăn thật sao, cô muốn triệt để cắt đứt với tôi. Dù sao thì chúng ta cũng là ép buộc kết hôn, dễ đến dễ đi thôi. Lâm Tổng, mong là anh đừng làm khó tôi nữa, được. Tốt thôi. Vậy thì Nguyễn Thị của cô cứ theo quy tắc thị trường cùng những công ty khác, đi đấu thầu với nhau đi. Được, cảm ơn Lâm Tổng trước nhé. Tắt đèn đúng là phiền phức, không nhìn được gì hết. Tắt đèn đúng là phiền phức, không nhìn được gì hết. Anh dọa chết tôi rồi đấy. Không phải đã nói hôm nay không cần đến sao? Anh bị sốt rồi. Nếu như bị bệnh, vậy thì không cần phải đến nữa. Tôi chỉ đến muộn một chút, cô đã đi tìm người khác. Nếu như tôi không đến, có phải cô không cần tôi nữa không? Anh còn đang bị bệnh. Cô chê tôi sao? Tôi không có ý đó. Nếu như bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Phát sốt một chút thôi, không chết được đâu. Tôi vẫn nên làm việc trước đã, nếu không cô lại đi tìm người khác. Không cần đâu. Mau nhanh lên. Mộ Cảnh Thần đâu rồi? Lúc anh đi anh ấy cũng đi luôn, nói là muốn đi chữa bệnh. Tôi thấy anh ấy bệnh cũng nghiêm trọng, sắc mặt trông rất tệ. Nếu như đã nhận tiền của cô, vậy cô chính là nhà đầu tư của tôi sẽ phục vụ cô thật tốt. Tôi không vô nhận đạo thế đâu, tôi cũng biết suy nghĩ. Anh thêm WeChat của tôi đi. Sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nhắn cho tôi. Không cần bị bệnh cũng phải đi làm như vậy. Tôi nghe Lục Hiểu nói anh có một người em trai, em của anh mắc bệnh cần có tiền để điều trị. Vậy nên anh mới làm nghề này, đúng. Tôi có một người em trai. Đồng hồ hàng cao cấp nhất, cả trăm vạn một cái. Một cái đồng hồ đổi được cả một căn nhà. Sao anh lại có nó? Rốt cuộc anh là ai? Một người bạn tặng thôi. Vậy à, tiền viện phí của em trai anh tôi có thể trả giúp anh. Nhưng trước tiên chúng ta phải ký một thỏa thuận lâu dài. Anh chỉ có thể phục vụ tôi nếu như đã là hợp tác lâu dài. Vậy tôi cũng hy vọng trong thời gian thỏa thuận, cô cũng chỉ có mình tôi. Yêu cầu hợp lý, tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đã không còn sớm nữa, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay cô có tính phí không? Coi như thỏa thuận đã được ký rồi, tôi sẽ không hủy đâu. Bị sốt đổ mồ hôi sẽ rất có lợi. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi em vẫn không vượt qua được nỗi ám ảnh đó. Đừng sợ, có anh ở đây. Lâm Uyên. Mộ Tổng, không thì anh đến bệnh viện kiểm tra chút đi. Không sao, để tài liệu ở đó, anh ra ngoài đi. Mộ Tổng, anh bị bệnh thì không sao, nhưng lỡ như Nguyễn Tiểu Thư bị ốm thì sao? Sau khi đàm phán với nhà cung cấp, tôi có bao nhiêu thời gian trống? 1 giờ. Được, hẹn bác sĩ vào 1 giờ đồng hồ đó đi. Vâng. Mộ Tổng cứ nhắc đến Nguyễn Tiểu Thư là lại nghe lời. Nguyễn Tiểu Thư này lai lịch như thế nào, nói như thế nào nhỉ? Nguyễn Tiểu Thư với Mộ Tổng chính là nhà đầu tư. Nhà đầu tư sao? Tiểu Nguyệt giúp chị hủy hết những lịch trình tiếp theo đi. Ông nội về nước rồi, chị sẽ đi thăm ông. Theo như thỏa thuận ký hôn, những thứ này là của cô. Chuyện vặt như vậy còn làm phiền Lâm Tổng đích thân qua đây. Không ngờ sau khi chúng ta ly hôn gặp nhau còn nhiều hơn trước đây. Không phải cô rất thích căn nhà ở Vịnh Lệ Chi sao? Cái đó cũng là của cô. Yên tâm đi, nếu như tài sản đó đã là của cô, tôi sẽ không. Lâm Uyên, anh nghe cho rõ đây, tôi không thích căn nhà đó nữa. Vốn dĩ nghĩ hai chúng ta sẽ ở cùng nhau, như vậy mới là nhà. Nhưng anh lại hiếm khi về nhà, nếu có về cũng là về cãi nhau với tôi. Trước đây tôi cũng rất muốn có một ngôi nhà với anh, nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Chuyện nước mà cũng mất nhiều thời gian vậy. Mộ Tổng, anh vì nghĩ cho sức khỏe của Nguyễn Tiểu Thư, không phải anh cũng muốn cô ấy trở về bên anh càng sớm càng tốt sao? Hôm qua Lâm Uyên đã đem mảnh đất ở Thành Đô tặng cho Nguyễn Nguyễn.
Với tính cách bướng bỉnh đó, cô ấy chắc chắn không nhận. Cậu đi sắp xếp một chút, lấy danh nghĩa Mộ Thị mua lại mảnh đất, sau đó bán lại cho cô ấy với giá thấp hơn thị trường. Phải nói thế nào, tôi không cần dặn nữa, tổng tài của chúng ta đúng là ân cần mà, tôi cũng sắp yêu Mộ tổng rồi đấy. Đợi một chút. Là Nguyễn tiểu thư. Thấy có người còn cố ý đóng cửa, có văn hóa không vậy? Mộ Cảnh Thần. Xin chào, cho hỏi phòng 1305 đi hướng nào? Đi thẳng rẽ trái, phòng thứ 3, được cảm ơn cô. Cô ấy bị sao vậy? Mộ tổng, ông nội của cô ấy bị bệnh, vừa xuống máy bay đã được chuyển đến đây. Lục Hiểu, sắp xếp một phòng tốt nhất, mời các chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện đến chăm sóc. Còn nữa, không được để bất cứ ai nhắc lại chuyện năm đó với Nguyễn Nguyễn. Ông nội, sao đột nhiên ông lại bị hạ đường huyết vậy? Có phải người máy bay mệt quá không? Dung Dung, sao cháu lại một mình đến đây? Thằng nhóc Lâm Uyên đâu rồi? Chuyện đó, anh ấy đang bận. Nếu như anh dễ bận như vậy sao vẫn có thời gian tham gia tiệc rượu? Nghe nói cách đây không lâu anh ấy còn đưa các Mạn Mạn đi cùng. Em nói này chị họ, chị là chính thức bị anh ta bỏ rơi đúng không? Đúng là chuyện cười. Ông nội, chuyện của Lâm gia và Nguyễn gia đều là chuyện lớn. Vinh thì cùng Vinh, nhục thì cùng nhục. Lâm Uyên đó dám ở cùng với người phụ nữ khác, rõ ràng là không để Nguyễn gia vào trong mắt. Cô à, có phải cô sợ cháu rơi vào vết xe đổ của cô không? Cũng đúng, lúc đó cô bị nhà họ Phú đuổi khỏi cửa. Mặt mũi nhà chúng ta sớm đã bị cô làm mất rồi. Cô nói những lời này đều là vì tốt cho cháu, sao cháu lại nói chuyện như vậy hả? Có phải cháu muốn để ông nội tức chết không? Dung Dung, sức khỏe của ông không được tốt như trước nữa, có gì cháu hãy nói thật với ông, cháu với thằng bé nhà bên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cháu lại không đeo nhẫn? Cháu. Ông nội, cháu đến muộn rồi. Xin lỗi ông nội. Vừa rồi cháu đi lấy đồ cho Dung Dung, cháu đặt cho cô ấy một chiếc nhẫn mới. Em họ đúng là nắm bắt thông tin. Tôi dẫn nữ minh tinh đó đến bữa tiệc là vì công ty tôi đang đầu tư cho bộ phim của cô ấy. Tôi dẫn cô ta đi gặp nhà đầu tư. Nếu như vợ tôi để tâm, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Chuyện của các Mạn Mạn không cần làm nữa. Vợ của tôi không vui rồi. Hai đứa như vậy ông rất vui, nhưng hai đứa vẫn còn thiếu một đứa con. Như vậy tình cảm mới càng bền chặt hơn. Vậy thì theo ý ông nội ạ, 3 năm hai đứa. Vậy ông sẽ đợi tin vui của hai đứa. Cô là trưởng bối trong nhà, những gì nên nói, những gì không nên nói, trong lòng cô nên tự hiểu rõ. Còn về em họ, cô cũng biết bộ phim em đang đóng là do tôi đầu tư. Có thời gian thì về cho rồi kỹ năng diễn xuất của mình đi. Nếu như bị thay người, vậy thì mất mặt lắm. Vợ à, trông sắc mặt em không được tốt. Em về nhà nghỉ ngơi thêm đi, anh sẽ ở đây với ông nội. Ông nội, cháu về trước đây. Vợ à, chiếc nhẫn đó anh đã đặt lại một cái giống hệt. Chúng ta sau này có thể. Cảm ơn anh đã cùng tôi diễn một vở kịch trước mặt ông. Chiếc nhẫn này tôi không cần nữa, trả lại cho anh. Nguyễn Dung, rốt cuộc em muốn gì? Nếu như em muốn kiểm soát người khác, không cần phải dùng những thủ đoạn như vậy. Anh rất dễ tha thứ, chỉ cần em không làm loạn lên chúng ta sẽ không rắc rối như bây giờ. Tôi không muốn kiểm soát ai hết, đừng có quên vừa rồi em còn hứa với ông cuối năm nay sẽ có em bé. Yên tâm, tôi nhất định có cách để ông được bế cháu. Em có ý gì? Em ở bên ngoài có người khác rồi đúng không? Bỏ ra, không phải chuyện của anh. Tìm hiểu xem gần đây phu nhân đã qua lại với người đàn ông nào. Hình như rất quen thuộc. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn Mộ tổng. Người này có phải chủ tịch Mộ Thị không? Tôi đã thấy anh ấy trên tạp chí tài chính, người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều. Cô đi giày cao gót không tiện lắm, để tôi giúp cô, không cần đâu. Y tá, tôi trả viện phí. Anh Lâm, vừa nãy Mộ tổng đã trả viện phí rồi. Tất cả chi phí của Nguyễn lão gia đều sẽ tính hết vào tiền của Mộ Thị. Ngoài ra còn mời tất cả những chuyên gia trong ngành đến hội trần. Mộ Cảnh Thần tốt bụng như vậy từ khi nào? Xem ra anh ấy nghĩ cho mình, đúng là người anh em tốt mà. Mộ tổng, phương án sáp nhập thương hiệu của Mỹ đã gửi qua rồi, anh hãy xem qua đi. Những dự án dưới 500 triệu không cần gửi cho tôi, các anh tự quyết định là được. Trước nay chưa từng có tiền lệ thay đổi chính sách giá như vậy. Nếu như 3 ngày không đàm phán xong, trực tiếp hủy hợp đồng đó đi. Là người đứng đầu tập đoàn Mộ Thị, Mộ Cảnh Thần liệu có cần tìm một công việc làm hài lòng người khác như vậy không? Hoàn toàn không có khả năng. Cô nhìn đủ chưa? À, Nguyễn tiểu thư hình như rất quan tâm đến tôi. Từ lúc cô lên xe, ánh mắt cô đã dán chặt lên người tôi rồi. Tôi thấy Mộ tổng có vẻ rất bận. Tôi đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, hẹn gặp lại.
cần phải tiễn nữa đâu, tôi có thể tự đi được. À, tôi cũng sống ở đây mà. Ở đây. Hóa ra anh ở bên nhà đối diện sao? Nguyễn Tiểu Thư có vẻ không để ý. Từ trước khi cô ly hôn tôi đã sống ở đây rồi. Chúng ta là hàng xóm mà. Sau này chúng ta chung sống vui vẻ. Mộ Cảnh Thần, anh mau đến đây cho tôi. Vợ tôi muốn tìm một người đàn ông khác để sinh con. Hôm nay, chúng ta không say không về. Anh đừng xem điện thoại nữa, uống đi, anh uống rượu của anh đi. Này. Này. Hà, anh đang tra cách viết đơn xin nghỉ phép sao? Theo định dạng tài liệu chính thức, yêu cầu nghỉ phép phải được viết ở giữa. Với những người phải nghỉ phép thì mới cần lo. Anh xin nghỉ phép cái gì chứ? Đúng đấy. Nguyễn Tiểu Thư, tôi có chuyện sẽ đến muộn 2 tiếng. Mong cô chấp nhận đơn xin phép. Eric, trân trọng. Với quan hệ của chúng ta, anh có đến muộn một ngày cũng không sao. Sao lại viết trang trọng như vậy? Mạch não đúng là khác người bình thường. Xem dáng vẻ cười ngây ngốc đó đi. Chắc chắn là đã yêu đương rồi, đến anh ấy còn có bạn gái. Anh sắp thành người cô đơn rồi. Cô ấy dám ở sau lưng tôi đi tìm người đàn ông khác. Trên đời này không ai tốt với cô ấy hơn Lâm Uyên tôi. Đúng, chuyện xảy ra năm đó, chính anh đã cứu được vợ anh. Từ đó về sau cô ấy chỉ có mình anh. Chắc chắn không có người khác. Người năm đó thật sự là cậu sao? Anh nói cái gì vậy? Có thể hai người thật sự không hợp nhau. Sớm ngày ly hôn cũng là chuyện tốt. Tôi về trước đây. Lát nữa cậu đưa Lâm Uyên về. Này. Hôm nay tôi bị bong gân. Chân có chút đau, tối nay không cần đâu. Vậy để tôi bôi thuốc giúp cô. Mùi hương này hình như có chút khác với Mộ Cảnh Thần. Hơn nữa, Mộ Cảnh Thần là người như thế nào? Sao có thể đi làm chuyện như vậy được? Có lẽ là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Anh uống rượu sao? Ừ, giao lưu. Có uống một chút. Uống rượu còn bắt đi làm việc. Anh làm việc ở công ty nào vậy? Bóc lột nhân viên như thế à? Không thì anh đừng làm việc nữa. Tôi sẽ nuôi anh. Cô nuôi tôi. Vậy cô có thể nuôi tôi cả đời không? Nếu như cô có thể nuôi tôi cả đời, tôi sẽ cân nhắc đề nghị của cô. Có thể tăng lương cho anh. Miễn là anh đừng mua mấy món đồ quá xa xỉ. Đừng mua đồng hồ đắt tiền như vậy. Nuôi anh cả đời có lẽ không có vấn đề gì. Lời đề nghị của cô khá hấp dẫn. Ừ. Người này thật là vô tình. Thôi chết rồi. Hôm nay chú ra nghỉ phép mất rồi. Trời lạnh thế này mà không có tài xế, mình phải đi làm bằng cách nào đây? Cô Nguyễn có muốn đi nhờ xe chúng tôi một đoạn không? Cảm ơn. Anh Mục thường đi làm muộn vậy sao? Đã 10 giờ rồi, thường là 7:20. Ừ. Hôm nay tôi không cần phải đi làm sớm. Cô cầm cái này đi, buổi sáng hôm nay hơi lạnh. Chú Dung mua cho tôi không muốn ăn. Cảm ơn anh. Cái này, đồ ăn này rất khó mua, phải xếp hàng mất nửa tiếng. Tôi rất thích ăn nó. Cảm ơn anh, không có gì, đều là nhờ có sếp. Ừ. Nguyễn Tiểu Thư, không có gì. Tôi nhớ cô Nguyễn đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm. Đúng vậy. Vậy là chúng ta học cùng trường sao? Nhưng Nguyễn Tiểu Thư lại là nhân vật nổi tiếng ở trường. Có lẽ không có ấn tượng gì với tôi. Mục tổng, anh không cần phải khiêm tốn. Tôi nhớ anh cũng là nhân vật rất nổi tiếng ở trường. Tôi rất ấn tượng. Ồ vậy sao? Vậy Nguyễn Tiểu Thư đã ấn tượng về điều gì? Tôi nhớ lần đó, vừa ra khỏi lớp đã có rất nhiều nữ sinh đến xem anh chơi bóng rổ. Vậy cô có xem không? Tôi... lúc đó tôi không hứng thú với các môn thể thao. Tôi nhớ anh học rất giỏi, rất xuất sắc. Ồ đúng rồi, khi đó có rất nhiều bạn nữ trong lớp đã viết thư tình cho anh. Vậy cô có biết người mà tôi thực sự thích không? Tất nhiên là tôi biết. Cô ấy có phải là hoa khôi của trường không? Ồ... Mục Kinh Thần đang ngắm nhìn hoa khôi của trường. Này, bọn họ thật sự đôi vừa lứa. Đúng là một cặp trời sinh. Lúc đó mọi người đang bàn tán về mối tình của các người. Tại thời điểm đó, các bạn nữ trong lớp thích anh đều rất đau lòng. Còn cô thì sao? Tôi lúc đó bận học.
tôi thấy mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Lâm Dạ. Cảm ơn anh Mục tổng, tôi sẽ đãi anh một bữa được không? Ừm. À, mình quên mất chuyện này, chân vẫn chưa lành. Đi thôi. Tại sao sếp không cho mình nói với cô Nguyễn? Anh ấy đã tự mình mua bữa sáng đó. Còn nữa, không phải sếp ghét người ăn trên xe sao? Sao em lại bị thương? Em... Lâm Dạ, anh đang làm gì vậy? Tôi sẽ đưa em đến khám bác sĩ. Bỏ em xuống. Lâm Dạ. Này xem kìa, đó có phải là anh Lâm và cô Nguyễn không? Lâm thiếu gia thật chu đáo. Anh Lâm đây là... Tôi muốn khám cho cô ấy. Nếu em không muốn tôi ở đây, tôi có thể ra ngoài đợi em, nhưng em phải ngoan ngoãn khám bác sĩ. Trời, bạn trai cô tốt với cô quá. Nguyễn tổng, tuần sau chúng ta sẽ đến thăm công ty mà chúng ta hợp tác. Tôi đã chuẩn bị một số quà tặng, cô chọn thử xem. Cái này, tôi thấy chiếc đồng hồ này khá ổn đó. Cô giúp tôi truy cập trang web để xem qua giá cả và các mẫu khác nhé. Chắc là sản phẩm mới sắp ra mắt. Nguyễn tổng, các sản phẩm sắp ra mắt của công ty này sẽ không ra mắt cho đến quý sau. Không có sản phẩm mới trên trang web chính thức. Làm gì đây Nguyễn tổng? Không đời nào. Đến công ty của chúng ta ngay đi, tôi có một vài điều muốn hỏi anh. Nguyễn tiểu thư, cô tìm tôi sao? Giúp tôi tìm một chiếc đồng hồ. Được thôi Nguyễn tổng. Ơ, cái này, anh có thể tìm thấy chiếc đồng hồ này không? Đây là mẫu đồng hồ mới của dòng Brahma G11 năm nay, hiện đang triển lãm ở Bắc Kinh. Nếu muốn có được nó sớm thì ít nhất cũng phải là đặt trước nửa năm. Vậy tại sao anh Mục lại có chiếc đồng hồ này? Anh ta là ai? Ừm, có thể là cái đó là hàng không chính hãng. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tốt hơn hết là anh không nói dối tôi, nếu không. Có chuyện rồi Mục tổng. Mục tổng, Nguyễn tiểu thư gọi tôi tới nhờ tôi mua một chiếc đồng hồ Eric. Có phải cô ấy đã biết rồi không? Không cần phải giấu cô ấy. Thực ra ngay từ đầu tôi đã không có ý định giấu cô ấy chuyện này. Tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn thôi. Nhưng rõ ràng là cô ấy không muốn có. Không sao đâu, thỏa thuận cũng đã xong rồi. Cô ấy không thừa nhận chuyện đó cũng không sao hết. Anh đi trước đi. Tôi sẽ thông báo với bộ phận nhân sự để tăng lương cho anh. Cảm ơn Mục tổng. Trời, Nguyễn tiểu thư đúng là một con chim vàng của mình. À không, cô ấy là thần tài. Tại sao anh lại ở đây? Chân cô bị thương đi lại khó khăn, là hàng xóm của cô nên tiện thể qua đây đón cô. Chúng cùng nhau về nhà đi. Không cần đâu, tôi nghĩ chuyện này đã làm phiền anh và tôi có thể tự mình bắt taxi. Không sao đâu, tôi cũng tiện đường đi ngang qua thôi. Chúng ta cùng đi đi. Ôi chúa ơi, mối quan hệ giữa Mục tổng và Nguyễn tổng nhìn như vậy còn hỏi hà. Mối quan hệ của họ còn có thể là gì nữa? Trông ngọt ngào thế kia, còn đứng đó làm gì? Nếu cô không lên xe sẽ càng nhiều người qua lại hơn nó. Tôi không cản nổi đâu. Được rồi, tôi lên xe anh là được chứ gì. Có lo lắng gì sao? Không có. Đến rồi. Để tôi đưa cô vào nhé. Không cần. Tối nay có quá nhiều rắc rối cho anh rồi. Người đàn ông này. Đừng bật đèn. Tôi nghe nói cô Nguyễn bị quáng gà. Làm sao cô có thể nhìn thấy tôi mà không cần bật đèn? Anh Mục có thiếu tiền không? Tại sao lại có thể nhận lại công việc như thế này? Có ai có thấy tiền mà chi không? Nguyễn hiểu cô nói xem. Mục Tĩnh thần đồ biến thái. Cô không hỏi tại sao tôi làm vậy sao? Tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn được ở bên cô và tôi không hề muốn tiền. Chúng ta vẫn có thể giữ thỏa thuận như trước đây chứ. Anh Mục thực sự muốn làm người yêu của tôi sao? Không phải cô muốn có một đứa con sao? Tôi đáp ứng rất tốt yêu cầu của cô. Tôi cũng có ghen tốt. Cô hãy thử xem. Đêm qua cô không hề như thế này. Cô đã từng rất thích chuyện này. Thử xem. Có phải cảm giác rất thoải mái không? Cái này hoặc cái này. Đừng nói về chuyện cũ nữa. Làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi
không phải chúng ta có thỏa thuận sao? Chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ trả cho anh số tiền bồi thường thiệt hại. Đi ra ngoài. Quay về nhà của tôi. Vậy sao anh lại dừng lại vậy anh Giang? Hình như phía trước có ai đó. Này Nguyễn Hiểu, Nguyễn Hiểu, tôi nghe nói hôm nay có một bữa tiệc gia đình, tôi đã đặc biệt mua rất nhiều quà cho ông. Đây là nhân sâm Mỹ. Không cần. Em đừng làm loạn nữa, ông nội chỉ vừa mới xuất viện thôi. Nếu ông biết chúng ta đã ly hôn, bệnh tình chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ chúng ta đã ly hôn, anh cứ lo cho bản thân mình đi, không cần phải lo lắng cho người nhà tôi. Nguyễn Hiểu, em đừng có đi tìm người mẫu nào nữa, đừng tiếp xúc với người đàn ông khác. Nguyễn Hiểu, hai người đã ly hôn mà vẫn kiêu ngạo như thế. Không có sự hỗ trợ của Lâm Thị, cô sẽ làm được gì chứ? Sao lại ly hôn rồi? Tại sao cháu không nói gì về việc ly hôn với Lâm Dạ? Chị họ có phải chị đã ly hôn rồi không? Tại sao chị lại không nói cho ông nội biết? Ông biết chị lừa dối ông buồn lắm đó. Hóa ra cô chính là người đang nhiều chuyện ở đây. Sao cháu lại nói nặng lời thế? Em họ của cháu chỉ là muốn tốt cho cháu. Ông nội cháu đã ly hôn Lâm Dạ rồi. Hiểu Hiểu có phải cháu cố ý không muốn nói về cuộc hôn nhân của mình? Rốt cuộc tại sao các cháu lại ly hôn? Thằng nhóc đó bên ngoài có người phụ nữ khác bên ngoài không? Cháu cứ nói thật cho ta biết. Ông ơi, chuyện thế này có một vài người sẽ không tránh khỏi cám dỗ ở bên ngoài, chỉ cần anh ấy về nhà là được mà. Chị à, chị thật sự quá ích kỷ rồi. Rõ ràng là chị biết bộ phim mà tôi đang tham gia là do Lâm Thị đầu tư. Chị ly hôn với anh ta, có phải chị không quan tâm tới lợi ích gia đình mình? Nếu là do thằng nhóc đó, ta sẽ yêu cầu nhà họ Lâm cho cháu một lời giải thích về chuyện này. Nguyễn Hiểu, cháu hãy nhìn xem chuyện tốt cháu gây ra này, ly hôn như vậy có cần thiết không? Lại khiến cho ông cháu tức giận vậy. Ông ơi, cháu không thích anh ta nữa, và bây giờ cháu đã có bạn trai mới. Cháu nói gì? Cháu nói gì? Đó là người đàn ông nào? Cháu biết anh ta. Anh ta là chị ấy thuê, là một người mẫu nam rất đẹp trai. Ông nội ông vẫn chưa biết sao? Với tư cách là tổng giám đốc Nguyễn Thị, ở bên ngoài chị ấy đã bao nuôi một tiểu thị tươi. Chuyện này không phải là đang muốn phá hoại danh tiếng của gia đình chúng ta sao? Điều này sẽ làm ảnh hưởng việc kinh doanh của chúng ta. Hiểu Hiểu, chuyện này có đúng không? Em nói có đúng không chị họ? Chị tỏ vẻ thanh cao gì chứ? Lúc chị lấy chồng chị lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác, ly hôn rồi vẫn phải tốn tiền tìm đàn ông. Nhìn chị xem, chị có nhiều tiền thì làm sao? Cũng chỉ là người phụ nữ đã ly hôn. Xem có ai còn muốn chị không? Xin lỗi. Tôi tới trễ. Chào ông nội. Tôi là bạn trai của Hiểu Hiểu. Chào cháu, cháu có phải là Mục Tĩnh Thần? Mục tổng, cậu là Mục tổng sao? Đúng là một chàng trai rất tốt. Sao cháu không đưa nó về sớm ra mắt với mọi người? Nhà họ Mục cũng không kém gì nhà Nguyễn. Kể từ bây giờ gia đình chúng ta chỉ cần dựa vào nhà họ Mục. Xin lỗi. Tôi tới trễ. Cạn ly. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn cái này đi. Ông nội, sau này cháu phải thường xuyên đến đây xin lời khuyên của ông rồi. Được rồi, cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Món này ngon đấy, cậu ăn thử xem. Cảm ơn ông nội. Anh đến đây làm gì? Hiểu Hiểu, sao em cứ nhìn anh như vậy hoài? Ăn nhiều hơn đi. Em cần bồi bổ sức khỏe, chỉ khi đó chúng ta mới có thể sinh cho ông nội một đứa chắc càng sớm càng tốt. Em là em họ của chị Nguyễn Hiểu. Tôi nghe nói nhà họ Mục cũng có một công ty giải trí, tôi đã từng đi phỏng vấn trước đây. Đó là một trong những công ty tốt nhất ngành giải trí mà ai cũng muốn được vào. Chuyện đó tôi nghe nói em và Hiểu Hiểu cũng rất thân thiết. Đừng lo lắng, chúng ta là một gia đình. Sau này tôi chắc chắn sẽ đặc biệt cân nhắc em. Chuyện đó, đừng để em họ của Nguyễn Hiểu gặp phải rắc rối gì. Tôi cũng không muốn liên quan tới cô ta. Vâng Mục tổng, tôi sẽ thông báo với toàn bộ ngành giải trí. Được rồi, về nhà thôi em yêu. Đừng nói linh tinh. Anh theo dõi tôi sao? Anh